Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa công bố bảng đánh giá xếp hạng các địa phương về triển khai công tác quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm, nông lâm thủy sản năm 2015. Trong bảng đánh giá có 10 tỉnh xếp loại tốt và 10 tỉnh xếp loại chưa đạt. 10 địa phương được xếp loại tốt nhất về quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm đó là Hà Nội, Sơn La, Phú Thọ, Hà Nam, Đồng Nai, Bình Định, Kiên Giang, Bà Rịa Vũng Tàu, Long An, Tiền Giang việc đánh giá các địa phương được dựa trên bộ tiêu chí bao gồm về chỉ đạo điều hành công tác quản lý an toàn thực phẩm tuyên truyền giáo dục truyền thông nâng cao nhận thức về an toàn thực phẩm và ý thức chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm giám sát kiểm tra thanh tra và xử lý vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm tăng cường năng lực công tác quản lý an toàn thực phẩm xây dựng và phát triển chuỗi cung cấp thực phẩm an toàn theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Angola, chỉ trong vòng 2 ngày là ngày mùng 3 tháng 3 và ngày mùng 5 tháng 3, hai lao động người Hà Tĩnh đã bị nhóm cướp có vũ trang hành hung và bắn tử vong. Cùng với nỗi đau thương mất mát của các gia đình nạn nhân, thì sự việc đau lòng này đang dấy lên nỗi lo lắng đối với các gia đình có con em đang sinh sống và lao động tại quốc gia này. Hai nạn nhân bị thiệt mạng là anh Đặng Quốc Nghĩa, 44 tuổi, quê ở xã Cẩm Nam, huyện Cẩm Xuyên và anh Nguyễn Viết Hậu, 33 tuổi, quê ở xã Sơn Thọ, huyện Vũ Quang. Cả hai đều bị cướp đánh và bắn chết tại tỉnh Uige, Angola. Những trụ cột trong gia đình ra đi đột ngột là cú sốc lớn và là nỗi đau không thể bù đắp đối với người thân ở quê nhà. Đây là cái tổn thất của gia đình rất là lớn bởi vì anh ấy là con trai độc nhất tất cả mọi cái đừng mùi chiều sao ló cho gia đình nhưng mà như là con con cải là thấy là bơ vớ thì vờ thì thực tế là cũng là, à, không biết làm sao được theo số liệu từ Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Tĩnh, hiện nay toàn tỉnh có khoảng 7.200 lao động đang sinh sống và làm việc tại Angola, chiếm gần 20% so với cả nước, chủ yếu là đi theo con đường môi giới tự do. Thời gian qua, không ít vụ việc người lao động Việt Nam bị cướp và giết tại quốc gia thuộc miền Nam Châu Phi này. Mặc dù luôn trong tình trạng lo lắng bất an, nhưng vì nhiều lý do, người lao động vẫn phải bám trụ, sống, làm việc và trông chờ những đổi mới đối với thị trường lao động vốn có nhiều rủi ro tại Angola. Những vấn đề phức tạp và đặc nhất là những vấn đề liên quan đến an ninh không đảm bảo để người dân có cái sự là lựa chọn trong các cái thị trường các nước đi và nhất là đối với thị trường Angola hiện nay là chúng tôi là nghiên cứu là đề xuất là không nên đi khi không có hợp đồng lao động. Hiện Đại sứ quán và Hội người Việt Nam tại Angola đang kêu gọi cộng đồng người Việt quyên góp giúp đỡ để đưa thi thể anh Nghĩa và anh Hậu về quê mai táng theo nguyện vọng của gia đình. Sự việc về cái chết của hai lao động Hà Tĩnh tại Angola lại thêm một lời cảnh báo đối với những người đang lựa chọn đi lao động nước ngoài theo con đường môi giới tự do.